Là chiến sĩ duy nhất chưa từng học bơi, nhưng Etty đã dám vượt qua chính bản thân mình, bước xuống nước trong tiết trời lạnh giá và vượt sông 50m, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ khó khăn này. Theo đó, phải cởi trần, bơi sông trong thời tiết 15 độ là điều mà các chiến sĩ đã lường trước được khi mới bước chân vào quân ngũ. Tuy nhiên, khi thực sự phải thực hiện nhiệm vụ thì không hề dễ dàng chút nào. Các tân binh sao nhập ngũ 2022 phải lấy hết quyết tâm, tuyệt đối tin tưởng vào đồng đội mới có thể vận chuyển 30kg vũ khí, trang bị, vượt 50m sông. Nhiều người còn cho rằng sông nông thôn, thậm chí người có thể đứng được, nhưng không hề có chuyện đó. Khi xuống sông, họ đều chấp chới, vừa đạp nước, vừa giữ trang bị không bị rơi, khó khăn vất vả gấp 2-3 lần. Trong khi đó, Etty chưa từng học bơi, cơ địa lại dị ứng, nên anh có chút chần chừ trước câu hỏi của đại đội trưởng Phạm Huy Hùng. Đặt vào một tình huống các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ, bắt buộc phải vượt qua, không có cầu không có thuyền, bắt buộc các đồng chí phải bơi, liệu các đồng chí có sẵn sàng bơi? Nhưng khi đã quyết tâm, nam ca sĩ không nề hà, cùng đồng đội băng sông vượt núi. Bước lên bờ với đôi chân xây xước, chảy máu, hụt hơi, nhưng Etty lại cảm thấy tuyệt vời vì mình đã vượt qua được bản thân mình. Đúng là cái gì mình càng lo sợ thì vũ trụ sẽ tự đưa đến cho mình. Cùng với sự hỗ trợ của các đồng đội, chúng tôi đã vượt qua được thử thách này, dù không về trước như mình dự đoán, nhưng vẫn thấy rất tự hào. Trước đó, Etty cũng đã nói trước khi nhập ngũ, sao nhập ngũ sẽ mang đến cho mình một trải nghiệm không bao giờ quên trong tuổi trẻ của mình. Mình sẽ có một phiên bản Etty Sơn Thạch tốt hơn để không làm phiền lòng những người xung quanh. Đối với người có nỗi sợ vô hình với bóng đêm và làn nước lạnh, sự cố gắng của Etty rất đáng công nhận và trở thành tấm gương lớn đối với đồng đội của mình. Trải qua mỗi nhiệm vụ, Etty mang đến những hình ảnh tích cực, chăm chỉ, đáng học hỏi. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn dưới bình luận. Nhớ bấm đăng ký để đón xem những video mới nhất từ kênh nhé.